Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 5,3 ha rừng. Để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, tỉnh đã thực hiện tốt các giải pháp để phòng chống, đặc biệt trong mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài. Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 30.200 ha, trong đó rừng đặc dụng trên 7.500 ha, rừng phòng hộ gần 9.000 ha và trên 13.700 ha rừng sản xuất. Hàng năm, huyện luôn quan tâm chú trọng công tác phòng chống cháy rừng như tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao các biện pháp phòng chống cháy rừng, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Chúng tôi hướng dẫn bà con tức là phát rừng, dọn thực bì và đồng thời là dọn những cái hành lang ấy, tức là giáp danh giữa chủ nọ với chủ kia để phòng cháy. Trong nhiều năm chúng tôi cũng không để xảy ra những cái việc cháy rừng lớn xảy ra trên địa bàn, mà chỉ xảy ra một hai cái trường hợp cháy nhỏ lẻ mà tổ tự quản, tổ phòng chống rừng cũng như chữa cháy rừng đã thực hiện tốt là dập cháy và không để cái cháy rừng xảy ra. Người dân cũng được thường xuyên được tuyên truyền và nâng cao cái nhận thức trong cái công tác phòng cháy cháy rừng. Qua các cái thực hiện các cái nội dung đó thì trong những năm qua thì trên địa bàn huyện Định Hóa không xảy ra tình trạng cháy rừng. Thái Nguyên hiện có trên 178.800 ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Các ngành chức năng tỉnh đã chủ động các phương án phòng chống cháy rừng, sẵn sàng phương tiện, vật tư, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào ở vùng có nguy cơ cháy cao, cấm sử dụng lửa trong rừng, kịp thời phát hiện để khống chế và dập tắt tại điểm cháy. Bên cạnh đó, năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai được 23 lớp tuyên truyền về quản lý, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho hơn 1.600 lượt người tham dự.